Đồ chơi trẻ thành, xin chào các bác. Hôm nay chúng em rất vui và hân hạnh được giới thiệu tới các bác ba chiếc đồng hồ được nhập nguyên thùng từ Mỹ về. Đó, xin chào các bác là ba chiếc đồng hồ được nhập nguyên thùng từ Mỹ về. Chiếc đầu tiên mang thương hiệu Hemley với một cái kích thước rất là khủng, với chiều cao là 2m21 x 63,5 và chiều sâu là 36. Và chiếc thứ hai là chiếc Watt Miller với chiều cao là 2m06, chiều ngang là 60 và chiều sâu là 37,5. Chiếc thứ ba mang thương hiệu Zenway với chiều cao là 2m05, bề ngang 59 x 32. Theo em đánh giá ba chiếc đồng hồ trên màn nhỏ các bác đó rất là đẹp, rất là lung linh tuyệt vời. Hôm nay em xin chỉ giới thiệu sơ bộ để các bác thưởng âm và cũng như chiêm ngưỡng ba em nó rất tuyệt vời. Đó, như em vừa nói, xin mời các bác là dành chút thời gian để chiêm ngưỡng ba em đồng hồ trên màn nhỏ các bác cũng như thưởng âm. Em xin soi tổng thể ba chiếc đồng hồ để các bác nhìn lại một lần, sau đó em đi lại từng cái một để em chiêm ngưỡng, để các bác chiêm ngưỡng từng cái một, từng chi tiết, sau đó chúng ta đều thưởng âm với nhau. Rất tuyệt vời phải không các bác ạ? Rồi, bây giờ em xin đi lại gần ba chiếc đồng hồ này. Đó, đầu tiên là chiếc là Himmler rất đẹp đấy bạn. Rồi, cái này thì kích thước rất là khủng. Đấy, như em vừa nói, kích thước là 2m21, bề ngang là 63,5 và bề sâu là 36. Chiếc này đặc biệt là có hai mặt trước, có hai cánh, cánh trên và cánh dưới riêng biệt. Rồi đó, đây là một trong những chiếc rất là VIP, tuyệt vời. Đấy, em xin mở bên dưới để các bác chiêm ngưỡng, và mở cả bên trên các bác chiêm ngưỡng luôn. Đây ạ, quả nắp hình cây đa. Em xoay từ xe. Rồi, đương nhiên rồi, em quên chưa nói, với chiếc đồng hồ này, vỏ thì được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, là gỗ óc chó rất đẹp. Đấy, còn rất là mới. Đấy, các bác thấy chưa, nhiều các bác, rất đẹp phải không ạ? Đấy, rồi tí em nói thêm về cái vỏ sau. Bây giờ nói về cái mặt này, tất cả mọi hoa văn đều được chạm nổi đồng bộ, chữ số quốc tế trên một nền trắng, điểm những hoa đen rất tuyệt vời. Đây, thương hiệu Himmler đây ạ, rất tuyệt vời. Đương nhiên rồi, chơi với ba bản nhạc, bản Wit, bản Smic và bản Wet. Rồi, chiếc đồng hồ này thì có một cái chế độ rất đặc biệt, đó là chế độ tắt trung niên. Đây ạ, đây, ba quả tạ được chạm nổi hoa văn đồng bộ với quả lắc. Đây, hoa văn tây rất đẹp, bác để ý hai cái hoa văn tây nhìn vào nhau rất đẹp phải không ạ? Rồi, em xin sơ bộ vậy thôi. Chiếc đồng này khi nào em làm video về em nói riêng thì em nói kỹ hơn, và bây giờ em xin là test âm thanh để các bác thưởng âm luôn. Rồi, em đang ở chế độ là bản Wit. Rồi, hơi tối. Em xin lấy cái điện thoại, cái đèn pin để em soi để các bác thấy rõ hơn. Rồi, em điểm 30 phút. Thank you.
Rồi, âm thanh của chiếc này rất là đỉnh đúng không các bạn ạ? Rất tuyệt vời. Em rất ấn tượng với âm thanh chiếc này. Sang cái thứ hai là chiếc là Hot Miller. Em xin điểm âm thanh luôn để các bác nghe luôn. Đấy, nó vừa điểm lượt 30 phút, bây giờ em cho điểm 4-5 phút luôn. Đó, cơ chế của gai hoạt động rất hay phải không ạ? Rất tuyệt vời, âm thanh rất là du dương. Thật là tuyệt vời, phải không các bác ạ? Và đây, đây là một trong những chiếc đồng hồ em rất là ấn tượng với cái thương hiệu là Zen Inway. Các bác biết không, đây là một chiếc đồng hồ mang phiên bản kỷ niệm 200 năm ngày gọi là Hiến pháp Mỹ ra đời. Đó, 200 năm Hiến pháp Mỹ ra đời, đây ạ, quả nát đây, 5787 là bao nhiêu người đàn ông họp lại ra Hiến pháp Mỹ mà bây giờ vẫn đang sử dụng vào năm sản xuất 1987, kỷ niệm 200 năm đây ạ, được in trên quả lắc luôn, rất tuyệt vời không ạ? Đó, khi là em về em nói thì em nói rõ hơn. Rồi em xin điểm nhạc luôn để các bác thưởng âm. Rất tuyệt vời các bác ạ. Em xin đóng chiếc đồng hồ lại. Rất tuyệt vời. Ba chiếc đồng hồ rất đẹp. Rồi, em xin soi tổng thể từ xa một lần nữa để các bác chiêm ngưỡng ba chiếc đồng hồ này. Rất tuyệt vời phải không ạ? Rồi, một lần nữa, đồ Châu Xuyên Thành xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi clip của bên em. Xin các bác ấn kênh đăng ký cũng như ấn nút like để ủng hộ kênh bên em. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bác.